squad cho nhau cái gì. Mày đi bắn kiểu kéo à. Châu ơi ơi, mày đánh cái đều gì thế hả? Châu ơi. Minions have spawned. Cái bọc cho mày đánh cái đều gì thế, sao mày im re vậy chứ? Chọc điên, bố chạy hát luôn, chọc điên. Chạy hát win rồi nhây sau. Hứa là chửi mình ta. À, đi với Sa Ban hả? Tôi không phải đi với Tông hả? Tôi chờ đi Tông đi. Anh ơi. Đánh đi. Nói chứ phải nâng nghe. À, xong rồi ghét đi. Để lên K2 đó mà. Đánh nhiều vô, người biết đánh không thôi. Nhẹ con Ari này nó bay vô người hoài. Trời ơi, đột má hình nở kịp thôi là sức máu với nó rồi. Nói vô mày cầm cái quyền năng, ai chơi mày mày. Ai chơi mày. Má hàng này thi nhau nó hành. Chính chỗ farm rồi, ai dạ. Vừa mới vô rồi ông tôi nhịn ông thôi, tí level 6 đi rồi biết. Ba thi đéo mình 6 đâu. Ghê quá. Anh từ từ thôi, anh tại anh cầm đi nè. Đau, trời ơi, đau. Ham cái không làm gì anh lên tội đâu mà anh đánh em dữ vậy. Anh chưa biết con nào luôn nè, anh thấy không? Thấy em làm cái gì? Thằng này nó đứng cao nè rừng ơi. Nó hiếp dâm tôi nãy giờ là rừng ơi. Nó farm được 4 con rồi, đẹp rồi. Farm vậy là ok rồi. Ừ, 4 con hả mày. Level thôi, tôi đâu có farm đâu. Nãy giờ anh biết có một con mà nó đẩy lên. Có đủ mẹ nó, do van nó ra đây luôn kìa. Sorry baby. Mẹ. Rồi chết do van luôn rồi. Do van nó thọt rồi, lo mà hành nó đi. Ok baby. Do van chết không? Nãy giờ nó chưa chết nữa. Nhây mà, đang nhây không cho nó về mà. Rồi giờ mày nhây nó đi, thằng cái to chó này. Mất hết bao rồi gì. Nhoi là bố mày giết. Ủa farm có 21 con. Hộ báo chứ lắm vô. Gì đậu má điện thoại tao nha. Điện thoại tao nha, đậu cái gì vậy. Đam đi, ta farm xong rồi đi về, đam đi. Coi phim mà rập đi mẹ. Mà chảy nội đấy. Nhoi giết. They won't test me. Cầm phết là phải nhìn thôi. Level 6 là tự xác định. Nó va nó rồi, lên BK mày. Nó nãy giờ nó đi vòng vậy nó thọt rồi. Ở đây nó hành mình đường hồi sao nó sao. Nó gầu nó gầm hết á. Nó đây nè.
tao sắp 6 rồi. Cứ xác định dần đi bé. Ô farm có 26 con kìa. Hành đi cố vô là farm bằng tao. Đâu rồi? Ủa mà ôm trụ luôn kìa. Má sao nó không e lên luôn khi kiếm mình ta. Nó lẽ nó phải e lên nó đập mình chứ. Nó chết mẹ nó rồi. Sao nữa à. Má, ăn có bảy biết mà mất có biết. Mất cái đồng hồ cát rồi nha. Ở đó ai bay lên đây. Mày mất cái đồng hồ cát rồi nha. Giờ anh đu lên là xác định nha. Chết dần chết mòn đây là vừa rồi. Đánh hồi là băng trụ luôn nè. Châu ơi cứu tao Châu ơi. Châu ơi. Châu ơi Châu. Tao nè Châu. Tao. Cứu tao. Nhìn một hồi là mày thí bà mày với anh. Giờ sao? Giờ sao cu? Mày chỉ cần bước nhẹ lên cái coi xem tao giết mày không. Này nó ở trên top rồi. Bước nhẹ lên cái xem tao có giết mày không biết liền. Đó, cấu máu một lần. Chết không? Cái nào gọi là hát mô tôi ừ. 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 Anh đi bên bỏ Q3 làm sao được anh bỏ Q3. Anh đi bên quan trọng nhất cái Q3 thì sao lại bỏ. Rồi xong chưa? Hết hồn chưa? Mày cứ ra là chết, ra là chết. Chết dài dài. Chào. Cái tự chào. Đi nào, nó mất tâm lý nhờ. Trời, cần gì mày ra giờ tao thích cái giết lúc nào giết. Tao thích giết lúc nào giết được kìa. Đéo đam chết được tao. Thằng hết GR đéo chết. Đam đâu ra mà giết. Gậy còn chưa úp nữa. Nó mới cầm to mới được farm không. Nó đi, lo hành. Nó có thích lo hành. Chết rồi mày. Mày má giờ vào nó ra rồi luôn. Ủa má không biết phao tinh rồi cô ấy. Má tóc biển rồi đây. Các bạn hả? Ừ. Mày không có rỉ nó tao bằng sau tao giết nhà van luôn nữa. Combo chết cụ nó liền chứ, sợ đéo thì. Có rỉ tao bằng sau không dám chạy lại. Dùng đam mẹ thì nó chết luôn rồi. Không
mới chết luôn vậy. Đâu má tao chơi ngu dữ vậy trời. Giờ mà nó combo một cái là mình chết luôn. Đâu má tao quạt mẹ đi, tao sợ quạt không, tao e ngược lên tao quạt. Tao làm cho màu vô rồi xong đâu má. Má ập cho. Rồi cười, cười, cười. Má ngu thiệt chứ. Tao màu mè cho đã lên. Bởi ốc chó là có thật. Ốc chó is real. Baby I'm real. Má thì nó ngu thiệt. Hôm qua nãy giờ tao không được hút thuốc á, mày hiểu không? Mà nộ má. Ô oh. Gai gai gai, giùm anh bảo tại có quỷ như đây tao không hút thuốc được. Đây rồi. Ủa, nó còn tốc biến nữa hả ta? Mất tốc biến mới kiệt sức. Mẹ thả cá mít mẻ rồi. Á, à, tinh thần ổn tịnh lại là mày. Thằng cu này nó tông luôn. Phun đấy. Đâu nó né hay mà, nó né cái hay. Nó bị lần rồi, nó bị lần nó biết rồi. À, lần sau tôi mẹ tôi sẽ canh cái đường đó, tôi bay lên tôi chưa có thả cá liền để nó né rồi thả. Ôi. Đủ má giật quá mình. Mày có phim mà mày làm như là đủ. Cho con cá luôn nè. Tiếp cá nãy giờ theo con chó nè. Chó cho ba nè rồi. Tiếp cá nha con. Trời này em bỏ cho em. Em y như mấy mẹ anh coi phim vậy. Thiệt chứ. Mẹ anh coi phim. Mẹ anh coi phim mà bà thấy rớt núi. Mẹ nói bà thấy mấy cái thằng phim kiếm hiệp mà nó rớt núi. Trời ơi, nó cầm cái to mà nó farm thua tôi là nó xác định rồi. Chơi gì nữa. Mẹ mày. Tôi là lùi gái. Ôi anh Jaban. Jaban ơi. Quá. Cứu mày cũng đéo được luôn, nếu có cá. Chỉ có cá. Nó với lại nó là gì tiếng Anh? Hai thằng này quá. Bật ra rồi lên mày quạt luôn được thì tao đập được con cá sấu. Ra. Rồi ra đó. Hai. Nhảy đi, nhảy đi. Câu thời gian đi. Đâu má. Rồi không cho anh chỉ có assist được rồi. Ôi giờ ba nó 5-1 đó nha mày. Tổng cộng là mày. Trời ơi, nhìn tim gà boss xanh rồi. Mày 5-1 cái 10 giờ nó 10 mạng. Team này tao lay mà tao cưng. Trời ơi, Victor đồng hồ cá luôn kìa. Đồng hồ dắt sống quá à. Mình 10 cái đồng hồ là mình sống à. Đồng hồ sống được.
Rồi con chó nó đâu đi. Được thôi. Được cái thối. Tao sắp có cá rồi con chó. Đứng đấy đi. À, không biết to ra đây luôn. Tiết kiệm ở đây mà. Ngoài Victor ra đây luôn. À, còn Victor nó farm bảy mấy con kìa. Rồi nó làm gì cho cuộc đời nó đây. Ghét cái con MFL đó. Phải giết nó. Ủa má vậy nữa hả? Má lát nhiều thế. Lắm lát vãi đái rồi. Chứ nó kìa thế. Ủa má con bà nó lê AB nó tích được cái chuồng nó tán rỉ tàu cái anh khúc. Flat nhiều vãi trưởng nè. Má con kia lắm thế, lắm mồm thế kìa thấy không? Mẹ quỷ Kha'Zix nãy đừng có đau đi, tao đâu mất cá mày. Cái to nó chơi nó không farm luôn mày. Bà mẹ mày. Ôi ơi. Nhớ qua được. Thật lỗ cục lỗ luôn mẹ. Kinh doanh này chết rồi. Chết rồi. Kinh lỗ luôn à. Lên đồ được tích quá. Anh to phải 81 con nó làm gì trời. Nhìn cái đéo. Lui về dính cá. Lao một tên. Giật lậu quá. Mẹ con điện tông này nó thế mà độ nó nãy giờ nó đu theo lập. Ê, điện khóc mẹ nó. Cả ba tẩy mẹ mà nó thua trong hai bài. Nó bố mày quỳ luôn. Vậy cũng có cái thể loại đấy đó trời. Vậy cũng được nè. Má chó. Má kinh doanh là thấy rồi đó.
nhìn tiền thấy nản lòng luôn. Ôi, giết nó. Ừ rồi, ok. Mẹ cái sức đau thiệt. Ba nó nhây thiệt chứ. Rồi mày bị lừa. Mà tao Ezreal mà nó tu nè. Tao nghi quá. Đảo lòi luôn. Nó là cầm 5.000 vàng của người rồi kìa. Gánh đéo gì thằng Victor boss gánh. Ok boss gánh thiệt chứ boss Hòa Lan cũng thắng nữa. Lấy mẹ cho nó thắng. Nhìn Victor vậy đánh gì. Ông nghĩ 22 phút nó lên cái món gì. Nó không hành mình thôi giờ mình nó bị mình hành mẹ rồi. Món gì. Đồ này đam ai. AB nó được nhiều. AB nó chắc giờ được 200 không. 170 mấy, mày 23 phút, 170 mấy AB ông đam ai. Gánh vậy ông nhìn tôi nhưng mà nó gánh tí hơn ai gánh. Nhìn cứ lé bồ. Rừng không có bao giờ xuống boss. Mà cho mày cá luôn, mày chó. Ôi rồi, đủ má. Ôi cọc mà luôn đi. Làm biếm châu nha, chết tao. Nó có đàm đầu với nó luôn đi. Nó không có đàm. Nó có 100 AB à. Có đồng màu khác rồi chứ mày. Để 100 AB ấy nhiều. Rồi hết rồi rồi lấy mẹ gì đánh mày nữa. Rồi nó đặt cái W là sao. Lao lên đặt W tao lấy chi vì tao giết nó. Xong có rồi. Hết liền nó mạnh như quỷ vậy đó. Để đi cướp cướp nốt bà này coi. Trời đang đi farm đồ mà. À, chúng nó đi con fit này fit bắt lại á mà chúng nó đi combat không à. Nãy giờ mình liên tục. Mấy con cửa hó này. Cái dick nó muốn sang nhanh. Yeah. Tìm mày chúng mày bơi vô giờ hết solo rồi có thằng nào solo lại mình đâu solo nào mà không cảm chết chúng mày là one hit đúng không. Rồi đó anh đủ mẹ trang bị rồi đó. Đủ mà vậy mà cá không tới luôn kìa. Còn đụng nhẹ cho bốc hơi đi. Đây mấy cái một. Không nó dài trời, nó dài đi. Cá mắc tầm rồi, cá mắc tầm mới tới đó thôi, bét thà cá gì. Hết tầm rồi.